chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, xóa phai đi qua bao điều. Vậy người ta là một mảnh ghép không tách rời, tâm đầu ý hợp. Hiểu nhau bao nhiêu, xa phải đi qua bao điều. Vậy hai ta là một mảnh ghép không tách rời, tâm đầu ý hợp. Tâm đầu ý hợp. Đức Thịnh, Lâm Vy Dạ chào mừng khán giả đang đến với chương trình Tâm đầu ý hợp. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:10 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Ủa, anh Thịnh ơi. Hả? Sao em thấy anh có vẻ đang lo lắng một cái điều gì đó vậy anh Thịnh? Em lo lắng quá. Em ơi, cái mùa này là mùa mấy rồi em? Mùa 4 anh Thịnh. Mùa 4 rồi. Dạ. Vậy không biết tới mùa 7 liệu người ta có thay đổi MC không ta? MC Nam á hả? Ờ, thay anh á. Nhưng mà anh lo nữa là không biết người ta có tìm được người nào đẹp trai với hoạt ngôn giống như anh không? Em nghĩ là anh không phải lo. Thế vậy? Tại sao anh lại phải đi lo cái điều hiển nhiên nó sẽ phải xảy ra vậy anh Thịnh? Ủa, vậy là tới mùa 7 là thay luôn hả? Không, nhiều khi là mùa sau là người ta đã thay rồi. Ủa, vậy hả? Vậy hả? Nhưng mà nói nghe nè, sao anh đi lo cái chuyện xa vời nó chưa xảy ra chứ vậy anh Thịnh? Em thấy anh bị cái bệnh gì á? Overthinking. Overthinking. À, anh biết tiếng Anh mà, suy nghĩ quá nhiều đúng không? Đúng rồi, làm quá cảm xúc. Cái này có bị ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình không ta? Trời ơi, có chứ, ảnh hưởng rất nhiều luôn. Mà em thấy thường là phụ nữ sau sinh người ta bị nhiều hơn. Đúng hả? Hoặc là các bạn trẻ bây giờ hay bị. Ủa, cái tuổi này của anh sao anh lại bị vậy anh? Ủa, sao kỳ ta, sao có cái triệu chứng này ngộ quá. Anh lo hai cặp đôi ngày hôm nay không biết họ có thích anh không nè. Trời ơi, sao anh lo mấy chuyện đó chi không biết nữa. Ủa mà ai vậy, ai vậy, hôm nay ai vậy? Anh muốn biết là ai đúng không? À. Để em giới thiệu là anh biết liền, nhưng mà đừng có lo lắng nữa. Rồi vậy thôi. Anh thoải mái bình tĩnh đi. Rồi. Dạ vâng, xin được giới thiệu cặp đôi đầu tiên, đó chính là Khánh Hà và Hoàng Minh ạ. Và cặp đôi thứ hai là Lê Hưng, Nhã Hiếu. Xin được chào mừng hai cặp đôi đã đến với chương trình Tâm đầu ý hợp. Bây giờ các bạn hãy tự giới thiệu về bản thân mình ha. À, em chào anh Đức Thịnh và chị Lâm Vy Dạ. Em tên là Lê Hưng, là một nghệ sĩ xiếc ạ. Còn đây là vợ em. Xin chào chương trình. Em là Nhã Hiếu, là một nghệ sĩ xiếc. Các bạn kết hôn được bao lâu rồi? Dạ, được 2 năm rồi. 3 năm trước. 3 năm Có bé nào chưa? Dạ, có rồi ạ, bé gái. Bé gái, mấy tuổi rồi? Tháng 12 này là được 2 tuổi rồi. 2 tuổi rồi. Dạ. Rồi, mời các bạn. Dạ, em chào anh Đức Thịnh, em chào chị Dạ, chào khán giả trong chương trình. Em tên là Khánh Hà, hiện nay thì em làm người mẫu ảnh và diễn viên ạ. Xì quá, chồng em ạ. Chồng em ơi, anh chồng. Xin chào chị Dạ, xin chào anh Đức Thịnh. Em tên là Hoàng Minh, năm nay em 30 tuổi. Trước đây 2 tháng thì em vẫn là nhân viên văn phòng. Còn khoảng từ đây sau 2 tháng em chính thức trở thành bố bỉm sữa toàn thời gian. Bố bỉm sữa toàn thời gian luôn. Xin chúc mừng bạn ha. Dạ. Các bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, bọn em quen nhau qua mạng thôi ạ. Nói chung là cái cô này thì là kiểu cũng trên mạng cũng có đăng hình nhỏ đẹp đẹp á. Thì như mọi người con trai khác á, thì em cũng kết bạn làm quen, cũng gửi tin nhắn. Nhưng mà không có trả lời, cũng không có đếm hoài với mình. Tại sao lúc đó em không trả lời liền? Lúc đấy nhiều quá. Dạ, em thực ra em cũng không hay để ý đến mấy lời kết bạn lắm ạ. Khi mà nói chuyện trực tiếp với nhau, gặp gỡ mặt với mặt thì có thể là em thích cái cuộc nói chuyện đấy hơn. 3 năm sau có cơ duyên là cộng tác với lại vợ em là người mẫu. Thì thế là có gặp nhau và nói chuyện từ đó. Thế còn Hân với Hiếu? Em thì quen nhau và yêu nhau trong quá trình tập luyện tiết mục xiếc. 7 năm vẫn chưa yêu. Lúc đó vô còn chị em. Vô chị em không? Dạ. Rồi ai bật tín hiệu lên trước? Thì em dụ vô tập trượt patin thế là à, trượt vào lòng luôn.
Chị trượt vô tim em luôn. Trượt vô tim em luôn. Rồi, bây giờ sẽ đi vào chương trình ha. Chương trình Tâm Đầu Y Học có 3 vòng thi. Mỗi vòng thi có 3 câu hỏi để các cặp đôi đo độ tâm đầu. Sau 3 vòng thi, cặp đôi nào có số trùng khớp cao hơn sẽ giành chiến thắng. Và vòng 1 này sẽ là sân chơi dành cho hai anh chồng, hai cô vợ sẽ phải vào trong phòng chờ. Sau đó hai anh chồng ở đây sẽ trả lời 3 câu hỏi từ chương trình. Rồi hai cô vợ quay trở lại so sánh đáp án với chồng mình. Đáp án trùng khớp mang về cho gia đình mình 5 điểm. Xin mời hai cô vợ vào trong. Rồi, cho tôi hỏi hai anh là ở nhà đó, anh hay là bà xã, người nào suy nghĩ quá nhiều, gọi là overthinking? Dạ, chắc chắn là vợ em rồi. Ồ, em thoải mái lắm, nghĩ gì nói đó, xong cái rồi thôi. Thế còn Hưng thì sao? Em mặc dù vợ em là chị vai chị nhưng mà chắc là em suy nghĩ nhiều hơn. Em suy nghĩ nhiều hả? Dạ, vợ em vô tư lắm. Ai là nóc nhà? Chắc con em. À, con em là nóc nhà. Hai dòng phải phục vụ đúng không? Dạ. Còn giữa hai người thôi thì ai là nóc nhà? Chắc vợ em. Vợ em. Bên kia ai là nóc nhà? Em không cần suy nghĩ, em trả lời liền luôn là vợ em nóc nhà. Vợ em nóc nhà. Rồi, bây giờ vô câu hỏi chính thức ha. Mời Lâm Vĩ Dạ. Câu hỏi số 1. Điều gì khiến bạn vỡ òa sau hôn nhân? Vỡ mộng thì không có. Tại vì là cuộc sống trước hôn nhân thế nào với là cuộc sống sau hôn nhân là nó sẽ y hệt. Tuy nhiên là có một cái vỡ ở đây là vỡ sau khi mà vợ em sinh con. Chỉ 10 năm trước là em nghĩ là em là một người rất thích có con rồi. Tuy nhiên vợ em thì khác. Thậm chí là có thể nói là lên máy bay mà cái con nít mà khóc lóc là không thích. Tuy nhiên là có con xong cái tự nhiên thấy khác hẳn, có nghĩa là trở thành một người phụ nữ của gia đình. Rồi, vậy em chốt đáp án là trở thành một cái người phụ nữ của gia đình nhiều hơn. Rồi, thấy còn hư. Lúc mà cưới xong rồi thì nhiều khi cũng trêu nhau. Thế là em đã cưới chị rồi. Tại vì hồi đó chị hay nói là chị không yêu em đâu. Chị đấy, không yêu em đâu. Cái câu cử miệng là chị không yêu em đâu. Thế là lâu lâu cứ ngồi nghĩ lại là thế anh lại cưới em à? Bất ngờ không nghĩ rằng chúng ta thành vợ thành chồng với nhau. Sau khi cưới á, thì cái điều gì khiến bạn bất ngờ? Nếu vậy thì chắc không có quá. Cũng thấy bình thường chứ không có gì bất ngờ đúng không? Rồi. Hồi đó đi học chung nhau còn nhỏ tới bây giờ thì cảm giác không có cái gì lạ hết trơn á. Rồi, đọc câu hỏi đi. Đây là điều mà phụ nữ chúng tôi rất là quan tâm. Đó là cánh đàn ông nói gì với nhau khi không có mặt vợ. Từ lúc trước có con thì tụi em cũng sẽ có một cái hội nhóm đi chơi chung với nhau rất là thân. Tuy nhiên là có con rồi thì bắt đầu thời gian mình dành cho con cái nhiều hơn, ở nhà nhiều hơn. Thì cứ một cái gì đặc biệt nào, ví dụ sinh nhật hay gì đó thì bạn bè hội họp lại với nhau thì cũng sẽ thường nói về sức khỏe, công việc của cả hai. Nói chung là chuyện gia đình. Chuyện gia đình là chính, dạ. Chuyện gia đình. Dạ. Còn như mà cái lứa của anh Thịnh á, các anh ngồi với nhau thì chủ đề các anh hay nói là gì vậy? Về phụ nữ. Cái đó là một cái đề tài mà chúng tôi nói thường xuyên. Mà có nói về phụ nữ không? Phụ nữ thì có cô này đẹp, cô kia xấu chứ. Bình thường chứ, mình đâu có gì đâu. Mình công việc mà. Ủa, công việc gì mà phụ nữ người này đẹp, người kia xấu? Mình đi ngồi nói chuyện thì cô người mẫu này đẹp quá thì cô này đi ngoài đường chưa đẹp lắm này kia. Bình thường chứ mình đâu nói xấu ai đâu. Bây giờ chốt đáp án là sao? Em thì tính em ít nói nữa. Mà mình thường nói chuyện thì cũng nói về công việc. Công việc. Đó, hồi ra hai bà trả lời khác rồi nha. Chồng tôi là hay nói chuyện về phụ nữ lắm. Bây giờ nếu như mà có một điều mà mình biết ơn về vợ mình á, thì mình biết ơn về điều gì? Em nghĩ là biết ơn thì biết ơn về mọi thứ. Nhưng mà có một cái mà hồi xưa lúc mà vợ mình sanh con đau đớn, mà kiểu lần đầu tiên mình thấy vợ mình bị trải qua một cái trường hợp như vậy, cũng có nói với vợ là nếu mà anh đau được cho em á là anh đau liền rồi, nhưng mà xin lỗi em là anh không có làm được chuyện đó, cho nên là chỉ cần em đẻ bánh giày, con gái em ở nhà tên là bánh giày, thì chỉ cần em đẻ bánh giày là xong thôi, là tất cả mọi chuyện là anh lo hết. Thế còn hơn hai vợ em yêu nhau và cưới nhau, cảm giác như em thay đổi thành một cái con người khác á. Dạ, ít quậy phá, ít chơi bời, ít đủ thứ. Đúng như hồi đó em trưởng thành hơn đúng không? Dạ, trưởng thành hơn nhiều. Biết ơn vợ đã dạy dỗ mình nên người đúng không? Thôi. Rồi, đọc câu hỏi này. Câu số 3. Điều gì khiến cho tình cảm của các bạn
mãi keo mãi mận. Mãi keo đây là giống như là cái sự gắn kết á, cái từ mà các bạn trẻ bây giờ hay dùng. À, Thúy ơi, Thúy, mãi keo mãi mận Thúy ơi. Kỳ quá. Thúy ơi, mãi keo mãi mận đi. Kỳ vậy ta? Kỳ lắm anh ơi. Không có vô. Hiểu chữ mãi keo mãi mận rồi ha. Có nghĩa là các bạn tin rằng cái sự gắn kết trong cái hôn nhân của mình á là có một cái thứ quan trọng. Thứ đó là thứ gì? Cái này là một lời khuyên mà em được nhận từ một cái chị bạn đi trước. Thì có nghĩa là nhiều cái cặp vợ chồng khi mà người ta có con xong thì lục đục, có nghĩa là cả chồng cả vợ đều dùng hết tình cảm cho đứa con và quên mất đi là cái người chồng hay là cái người vợ mình mới là cái người gắn bó mình suốt đời. Thì cái chị đó cho em một lời khuyên là có con xong thì con vẫn là số 2 thôi, vợ hay là chồng mới là số 1. Thì em nghĩ cái đó là một cái mà làm cho tụi em vẫn mãi keo. Vợ chồng vẫn là ưu tiên số 1. Dạ. Rồi, Hân, đối với em thì điều gì khiến cho vợ chồng em mãi keo mãi mận? Hai vợ chồng vẫn muốn có thời gian với nhau để đi phượt, đi du lịch về già đó, đi phượt với nhau. Có nghĩa là luôn dành thời gian cho nhau đúng không? Dạ, em chốt đáp án là luôn dành thời gian cho nhau. Chúng ta đã trải qua ba câu hỏi cùng với hai người chồng. Bây giờ thì xin mời hai cô vợ quay trở lại sân khấu. Hai anh xã mình nó có cái tật xấu nào đáng nói không? Ủa gì vậy? Tật xấu đáng nói à? Đáng nói. Do cái khẩu hình nó hơi lớn nên là nhiều lúc nói lớn nên là làm em cảm giác là có thể là hơi lớn tiếng với em. Có gì đó không? Chưa lốt được hết. Thân có nhiều tật xấu không? Nhây dữ lắm. Nhây. Hay nhây. Giỡn nhây hả? Giỡn nhây á. Hồi đó ổng tán em á là có mình ổng là dám vỗ mông em thôi. Trời ơi, chỉ có mình ổng ngay vậy thôi. Ê, không được nha. Chị là chị ghét ai vỗ mông á. Chứ em nói dạ em biết rồi, em xin lỗi chị chứ. Em quay đi cái tét chứ nữa. Gan thiệt chứ. Ủa nghĩ sao mày dám nhây cái chuyện đó vậy? Tại ông chạy nhanh mà. Ổng nói ông chạy nhanh mà. Tự tin quá ha. Em nghĩ em hiểu anh Hưng bao nhiêu phần trăm? Trong xiếc là hiểu nhau dữ lắm đó. Nói xiếc là phải nhưng hiểu nhau thấu. Đời sống thì... Đời sống thì sao? Hên xui anh. Hưng có bao giờ nói dối em không? Em không thích nói dối. Em tin là không có nói dối em. Nhưng mà anh làm em hoang mang quá. Anh ơi, khi mà nói về cái chuyện nói dối, cái con mắt ổng láo liền à. Em không thích nói dối. Em tin là không có nói dối em. Kiểu là tôi đã qua mặt được rồi. Rồi, bây giờ hai cô vợ nghe câu hỏi số 1 ha. Câu hỏi số 1, điều gì khiến chồng vỡ òa sau hôn nhân? Em thì em thấy đâu có gì đâu nhờ. Không có thì nó không có gì đâu. Không có, theo cá nhân em nghĩ là không có. Không có đúng không anh? Em hỏi em trả lời đi chứ. Em nghĩ là không có. Chắc không? Chắc. Giờ chốt là không có đúng không? Chốt là không có. Rồi, mày Hân sao đáp án? Không có, chính xác. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm. Rồi, tôi nghĩ cho bên kia là có đó. Nếu mà cái sự vỡ hòa trong hôn nhân thì chắc là chuyện về tình cảm gia đình. Trước đấy thì em không phải là một người thích em bé mà kiểu là em sẽ cảm thấy hơi ngại ngùng khi mà tiếp xúc với những em bé con nít ấy, bởi vì em cảm thấy là em bé thì sẽ hơi ồn ào. Ồn ào thì không thích, nhưng mà sau khi mà có em bé xong thì em thấy yêu lắm, thấy thương lắm. Thế kiểu là mình như kiểu là thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về em bé luôn ấy ạ. Thì cái tình cảm của mình với em bé, với gia đình thì nó cũng lớn lên từ đó. Thì cá nhân em thì em nghĩ là nếu mà chắc vỡ hòa thì là em thích trẻ con hơn và trở thành người phụ nữ của gia đình. Rồi, dạ. Chốt đáp án chưa? Chốt chưa? Chốt chưa? Chốt ạ. Rồi, mời em sao đáp án. Rồi, cả hành, người gia đình nhiều.
Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm. Rồi cho anh hỏi là có bao giờ mà hai chồng thường xuyên trái ý nhau về một cái việc gì không? Cũng có nhiều việc mà hai trái ý lắm, bởi vì hai cái suy nghĩ cũng khác nhau nhiều ạ. Ok, bây giờ hai đứa nhìn anh, theo em thì anh đẹp trai không? Dạ có. Theo anh đẹp trai không? Dạ có. Quá hợp. Dạo này em có thường xuyên khắp mắt không? Hai đứa ơi, mắt em bị cận ạ. Mắt em cận nặng. Mắt em cận không, nặng. Không nặng ý là mắt em điều tiết nó hơi kém ạ. Nên là kiểu từ em nhìn ra anh Thịnh thì có thể nhìn được vẻ đẹp trai của anh Thịnh. Có lại, thể là từ cận nó bị nó sắp xếp lại, tự sắp xếp lại. Bé nó bảo là mắt bé điều tiết hơi kém. Thì đó. Đây đèn này hơi chói này. À, nên là cả hai đều trả lời là anh Thịnh đẹp trai. Wow. Rồi, bên đây. Sao? Cái gì hỏi thấy anh đẹp trai nữa hả? Không có, có cãi nhau về chuyện gì không? Nói chung lâu lâu cũng có cãi. Ý là ví dụ như cho con uống thuốc hay gì đó. À, em thì giống như là không có được nhanh, mà con nít thì phải nhanh. À, anh cứ bình tĩnh từ từ này kia. Nó chỉ có vấn đề nhỏ nhỏ thôi. À, câu hỏi số 2. Cánh đàn ông nói gì với nhau khi không có mặt vợ? Em nghĩ chắc anh nào cũng phải bàn với nhau phụ nữ chứ. Đúng rồi, đàn ông là... mà. Đúng rồi, nhưng mà ý là nếu mà có vợ, có con rồi thì em nghĩ là sẽ khác. Sẽ khác à? Rồi, chưa chắc là nhiều khi là bàn nhiều hơn ấy. Chủ đề chồng em thì thích chuyện tranh. Chuyện tranh? Vâng, có anh bạn thân hay bàn tán chuyện tranh với nhau. Rồi. Hoặc là chơi game. Game? Dạ. Chắc chưa? Chắc. Rồi, chốt. À, từ từ ạ. Cái gì anh thích nhất à? Không ạ. Nhiều quá hả? Nhiều quá. Thôi em phải lần câu cuối cùng nhá. Rồi. Nói về con ạ. Nói về con. Dạ. Cháu chưa? Khoe con à? Chốt ạ. Mời em soi đáp án. Chuyện gia đình. Hay khoe con lắm ạ. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình thêm 5 điểm. Yeah. Rồi, sao? Ông xã mình mà vắng mình thì nói chuyện với đàn ông thì nói chuyện gì? Cái này khó. Hồi nãy ổng nhiều chủ đề lắm á nha. Chủ đề này kia nữa. Ổng lượt lượt đồ ghê lắm. Theo em thì chắc là đá cầu không? Đá cầu. Đá cầu. Đàn ông nói chuyện nhau về đá cầu. Nghe nó vô lý vậy ha? Ờ, nghe vô lý. Ê, trái cầu mua nhiêu hả? Trái này đá nhiều nhất được mấy cái? Cái bàn về tập luyện à? Gần đúng. Sự nghiệp thôi. Ờ, chốt chưa? Rồi, sự nghiệp đúng không? Dạ. Rồi, mời Hân soi đáp án. Công việc. Có vẻ như hai anh này lành mạnh quá nhỉ. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình thêm 5 điểm. Đây câu hỏi tiếp theo, mời Lâm Vĩ Dạ. Điều gì khiến cho tình cảm của các bạn mãi keo, mãi mận? Nghĩa là cái điều đó nó khiến cho tình cảm của các bạn gắn kết hơn. Khánh Hà. Em đã có câu trả lời chưa? Em bé cũng có một phần rất là lớn trong việc giữ lửa của gia đình. À, em bé như kiểu là một người mà gắn kết không chỉ hai vợ chồng với nhau mà còn cả ông bà nữa. Kiểu là khi nào mà hai vợ chồng hơi cãi nhau một xíu mà nhìn vào em bé phát tự nhiên thấy mọi thứ nó rất là nhẹ tênh luôn ấy ạ. Có thể là hai vợ chồng có nhiều sở thích chung. Như kiểu em với cả anh Minh rất thích xem phim, ăn thì cũng có cái khẩu vị giống nhau, thích đi du lịch, thích đi chơi giống nhau. Đấy là kiểu làm gì cũng có cái sở thích chung như vậy. Rồi, bạn cháu đoán án chưa nè? Nhiều ạ. Một thứ thôi. Em nghĩ là hợp nhau ạ. Rồi, mời em soi đáp án. Ưu tiên tình cảm vợ chồng. Tức là đặt tình cảm vợ chồng lên hàng đầu. Rất tiếc ở câu hỏi này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Rồi, mời Hiếu. Em nghĩ là tình yêu thương. Không đúng. Bà tự trả lời rồi, bà tự nói không đúng.
Không sao, cứ nói theo cái quan điểm của mình đi. Em nghĩ là sự quan tâm nhường nhịn. Quan tâm nhường nhịn. Yêu thương. Yêu thương mới nhường nhịn được. Rồi, chốt chưa? Dạ rồi. Mày hơn so đáp án. Chất quốc. Luôn dành thời gian cho nhau. Rất tiếc ở câu hỏi này thì các bạn không trùng khớp, cho nên là không có điểm. Kết thúc vòng 1 thì hiện tại số điểm của hai đội đang ngang bằng nhau là mỗi đội 10 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ khép lại vòng 1. Và trước khi đến vòng 2 thì xin mời khán giả Hy Lao trong ít phút chúng tôi sẽ quay trở lại ngay nha. Khán giả đang quay trở lại với vòng 2 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Vòng 2 này sẽ là sân chơi dành cho hai cô vợ. Hai anh chồng sẽ phải vào trong phòng chờ. Hai cô vợ ở đây sẽ trả lời 3 câu hỏi từ chương trình. Sau đó thì hai anh chồng quay trở lại so sánh đáp án với vợ mình. Đáp án trùng khớp mang về cho nhà mình 10 điểm. Bây giờ xin mời hai anh chồng vào trong. Rồi, cho anh hỏi là anh xã nhà mình á, là ngoài cái công việc mà ảnh đang làm á, thì ảnh có một cái khả năng thiên phú nào khác mà chưa được khai phá không? Anh nhà em thì rất thích hát. Ở trong nhà vệ sinh anh cũng hát, nhưng mà hay hát kiểu to ra ngoài cho cả phòng khách, cả phòng ngủ, cho tất cả mọi người nghe, để cho mọi người biết là mình hát hay á. Nhưng mà em nghe em thấy hay không? Em nghe thì cũng hay ạ. Thế còn Hiếu? Theo em đó là cảm nhận âm nhạc. À, cảm thụ âm nhạc. Dạ, nghĩa là bạn ấy có thể nghe qua một cái bài nhạc giai điệu nào đó rồi nhớ rất là tốt và nhớ được cái giai điệu đó luôn. À, vậy được rồi, chút nữa bên kia hát bên đây cảm thụ nha. Hợp lý nha. Hợp lý không? Hợp lý. Đúng rồi. Hợp lý đúng không? Rồi, bây giờ hai cô vợ lắng nghe câu hỏi đầu tiên ha. Câu hỏi số 1, bạn gả gì mà chồng không bao giờ từ chối? Bạn vũ gì mà chồng không từ chối? Vừa anh ơi, anh mua em cái này, anh ơi anh làm cho em cái kia. Cả em và chồng em luôn hay rủ nhau ăn đêm. Anh ơi em thèm ăn đêm quá, cứ 11, 12 giờ tối là bắt đầu cái bụng nó cồn cào. Hỏi anh ơi anh có ăn đêm không, ăn pizza không? Trời đất ơi. Ok em, để anh order, anh đặt xong rồi anh xuống dưới nhà anh lấy cho. Là em thỉnh thoảng đang ngồi chơi, anh em thỉnh trà sữa quá, anh không trà sữa cho em, anh cũng mua. Thường là hay hứng lên đi du lịch với nhau nữa. Dù là đang ngồi ở nhà, đang kiểu 11, 12 giờ đêm, anh ơi em thích đi Đà Lạt. Ok em đi luôn. Đêm nay là hai vợ chồng là hôm đấy là lên xe giường nằm lên Đà Lạt luôn. Được chiều quá rồi. Chỉ cần nói một câu là đối phương hứng luôn. Dạ, vâng em chốt là em cũng chẳng ngại gì, em chỉ cần nói một câu là ok ạ. Rồi, chưa bao giờ từ chối. Dạ. Em cũng không biết là anh chị có thể không, nhưng mà như kiểu là trong đầu em thỉnh thoảng hát một cái bài hát gì đấy, nhưng mà em lại không hát bằng lời, thì chồng em lại hát ra đúng cái lời đấy. Cùng tần số á, giống như cùng tần số nhau. Nó không phải là một lần mà nó là kiểu trong suốt quãng thời gian yêu nhau. Hay ha, đồng điệu đó. Dạ, cái đấy em thấy không biết anh chị có cảm thấy thế không, nhưng mà bản thân em thấy tự nhiên kiểu bị sầu nếu vì cái việc đấy luôn ạ. Rồi, bên kia là chỉ cần nói một câu. Còn mình có phải dùng chiêu gì không? Dạ không. Không, không chịu thôi luôn hả? Tại vì em cũng không thích năn nỉ. Đi đi không đi, tụi em bất cần. Thường thì chồng em cũng chiều. Hoặc là nếu mà không thực hiện được cái việc đấy thì chồng em sẽ nói là bây giờ chưa có được thì sẽ làm lúc nào đó hay là đi đâu như nào đó. Vậy đáp án của em là? Không cần phải gạ đâu. Rồi. Câu số 2.
Chồng có thể bỏ quên bạn nhưng không thể quên thứ này. Ý hỏi một cái vật bất ly thân của chồng. Em nghĩ đối với anh Minh nhà em thì chắc là cái điện thoại. Buổi sáng thức dậy thì có thể là không đụng điện thoại, nhưng mà khi mà đi ra ngoài đường chẳng may mà nhớ ra quên cái điện thoại là bắt buộc là phải quay về nhà để lấy điện thoại lại. Vì còn có công việc này, xong rồi còn nói chung là cũng sử dụng nhiều đến điện thoại ấy. Rồi em cho đáp án là điện thoại, điện thoại di động. Cái điện thoại. Em thì em nghĩ là có cái gì. Không có cái gì. Dạ, vì em nghĩ chồng em nghĩ là em quan trọng nhất. Em nghĩ là vậy. Đâu có cái gì bất ly thân, dạ không có. Rồi, dạ chốt không có. Dạ. Có câu con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Điểm nào của con mà bạn muốn giống chồng mình nhất? Bánh dày nhà em là con gái á. Thì em cũng nghĩ là có cái nét nhỏ nhỏ giống chồng em. Kiểu khuôn mặt nhỏ, trái xoan các thứ. Thì cũng mong muốn giống. Cái thứ hai là về tính cách. Tính cách thì em nghĩ là ví dụ chồng em là một người rất là kiểu quan tâm gia đình ấy. Cực kỳ là quan tâm gia đình và yêu cái mái ấm nhỏ của mình. Em nghĩ là nếu mà cái điểm mà em mong muốn bánh dày nhà em giống anh Minh là sự tử tế á. Rồi, sự tử tế. Em thì em cũng mong con em giống tính cách chồng em. Tính cách gì? Lúc nào cũng hài hước nhưng mà vậy rất là chín chắn trong đời sống gia đình. Chín chắn kiểu trầm tính á, nhưng mà nó rất là khái tính. Chín chắn. Dạ, chín chắn. Chúng ta đã trải qua ba câu hỏi cùng với hai cô vợ. Bây giờ thì xin mời hành chồng quay trở lại sân khấu ạ. Hai cô vợ có khả năng thiên phú nào mà các bạn chưa khai phá không? Chắc nguyên ngày 24 tiếng nói hết 20 tiếng đó. Nói, khả năng nói. Thiên phú. Thiên phú, nói 20 tiếng. Một ngày 24 tiếng, vậy thì còn dư 4 tiếng ba làm cái gì? Ngủ. Ngủ. Ngủ, để có sức nói tiếp. Ủa, nói nhiều lắm hả? Em cũng hơi nói hơi nhiều. Còn bên này? Chắc là chuyện quay phim á. Là vợ em á là sinh nhật ngày 31 tháng 10, là ngay ngày Halloween luôn. Nên là nhìn vợ em vậy thôi, nhưng mà vợ em là fan kiểu phim mà phim kinh dị. Thấy sợ đó, thấy hơi đáng sợ đó. Hồi nãy thì chúng tôi có hỏi hai cô gái về khả năng thiên phú của hai anh. Thì vô tình thì hai anh lại có một cái sự hòa hợp với nhau. Hòa hợp với nhau. Đó, một anh thì là khả năng thiên phú là về giọng hát, một anh thì là cảm thụ âm nhạc. Thì bây giờ chúng tôi muốn là một người sẽ hát, một người hãy cảm thụ và cho chúng tôi biết ý kiến cá nhân của mình. Rồi, mời Minh hát đi, rồi chuẩn bị nghe cảm thụ nha. Rồi, hát cái gì cũng được. Thôi em hát bài tủ của em. Bài tủ, rồi. Bài tủ của em là bài em hay ru con em ngủ buổi tối. Ba sẽ là cánh chim đưa con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Dạ, vậy được rồi. Rồi, dạ thưa giáo sư âm nhạc. Giáo sư có cái ý kiến gì về cái nam danh ca? Dạ, ảnh hát thì em thấy là rất hay. Rất hay. Nhưng mà không biết có hồi hộp hay lo lắng gì không mà hát nhanh quá. Dạ, điệu nhanh quá. Thiếu đạo cụ anh, bình thường là phải có cục ở đây nữa. Ru con mà hát nhanh vậy sao con ngủ được? Đúng không? Nó ầu ơ. Ba sẽ là cánh chim đó đưa con đi thật xa đấy. Đó. Rồi bây giờ hai anh chồng lắng nghe câu hỏi chính thức ha. Vợ gả gì mà bạn không bao giờ từ chối? Đi ăn buffet. Dạ, buffet. Tại vợ em á, là vợ em ăn ít nhưng mà có tật ăn đêm, ăn hàng đêm uống trà sữa. Là gu vợ em. Vợ em nổi tiếng á, là ngày phải lục ly trà sữa. Đến tận lúc mà đẻ con, anh ơi cho em ly trà sữa. Cũng phải đem trà sữa lén vô đưa cho vợ uống ly trà sữa trước khi đẻ. Hồi xưa á, lúc mới quen thì là ngày 1 ly. Còn bây giờ có ngày 3 ly là chuyện bình thường. Trời ơi. Dạ. Em được cái là chiều vợ lắm. Nên là vợ em cứ muốn gì là được. Muốn gì là được. Dạ, không cần gạ cũng chiều theo. Không cần gạ cũng chiều. Dạ. Chốt không? Dạ chốt. Rồi mời sao đáp án.
chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 10 điểm. Không cần dùng chiêu, chỉ cần nói một câu thôi. Tuyệt vời. Rồi, bên kia người ta không cần gạ gì hết. Bên đây vợ mình có gạ mình cái gì không? Thì vợ em thích nhiều cái lắm. Thích nhiều cái lắm là làm đẹp nè, đi chơi nè, đi ăn nè, đi bơi. Bơi. Có mệt cũng chở đi. À, có mệt cũng chở đi. Vậy giờ chốt đáp án là sao nè? À, không cần gạ, nói một câu là... Không cần gạ, nói một câu là đi. Ok. Rồi, mời em sao đáp án. Không cần ngã. Chúc mừng các bạn mang về cho mình 10 điểm. Câu hỏi số 2. Bạn có thể bỏ quên vợ nhưng không thể bỏ quên thứ này. Thứ này là thứ gì? Ngoài vợ ra thì mình còn một cái vật bất ly thân nào? Dạ là điện thoại với bóp. À, em chọn là điện thoại và bóp. Dạ đúng rồi. Chốt không ạ? Dạ chốt. Tại vì em nói vợ em là em rất là hay quên, nhưng mà chỉ riêng có là điện thoại với bóp là luôn luôn dính người em thôi. Rồi, mời xoa đáp án. Chúc mừng các bạn mang về cho mình thêm 10 điểm. Ngoài vợ ra thì Hân có vật bất ly thân nào không? Quên vợ luôn nha. Bỏ quên rơi vợ luôn. Bỏ nào? Không, ý là đó, ý là cái câu hỏi nó là vậy. Hay không lẽ ôm con quên luôn vợ ta? Đâu có gì đâu ta. Không có gì trả lời không có. Không có trả lời không có gì đâu. Không có thì trả lời không có. Không có. Chắc không? Chốt. Không có đúng không? Không có. Chốt. Mời sao đáp án. Wow. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 10 điểm. Rồi câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi cuối cùng có câu: con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Điểm nào của con mà vợ muốn giống bạn nhất? Mời bên này đưa ra câu trả lời. Em thấy mấy câu hỏi này em tự tin em trả lời đúng luôn. Wow. Nhiều quá, hài hước nè, tình cảm nè, bao dung nè, hát hay nè. Trời ơi. Khả năng âm nhạc. Không, cái đó là tài năng, cái đó là tính cách. Vui vẻ hoạt bát. Rồi, chọn đi. Dạ thôi, em cứ tình cảm đi. Rồi, sống tình cảm. Mời em soi đáp án. Cao hơn tình cảm nữa. Sự tử tế. Sự tử tế. Rất là tiếc với đáp án này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Đó, Hân hiểu câu hỏi không? Hiểu. Đó, là bây giờ vợ mình đã chọn một cái đặc tính mà rất muốn con mình giống mình cái đặc tính đó. Em thì quan tâm, đầm tính. Ừ. Tốt. Tốt. Hết rồi. Hết rồi. Để cháu đi. Đầm tính. Đầm tính. Rồi xoay đáp án. Sự trầm tính, chính xác. Hay vậy. Với đáp án trùng khớp này thì chúc mừng các bạn đã mang về cho mình thêm 10 điểm. Kết thúc vòng 2 thì số điểm của hai gia đình như sau. Gia đình của Khánh Hà và Hoàng Minh là 20 điểm. Gia đình của Nhã Hiếu và Lê Hưng là 30 điểm. Chúng ta hãy đến với vòng 3 sau vài phút giây giải lao nhé.
là vòng 3 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Và ở vòng 3 này chúng ta sẽ có 3 câu hỏi dưới dạng liệt kê. Mỗi một câu hỏi sẽ có 3 đáp án và một đáp án trùng khớp sẽ mang về 5 điểm, tối đa là 45 điểm. Và với mỗi câu hỏi chúng ta sẽ có 15 giây để trả lời. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1. 3 thứ mà vợ chồng không dùng chung. 15 giây bắt đầu. Ba, hai, một, hết giờ. Mời đáp án của gia đình Nhã Hiếu và Lê Hưng trước ạ. Ba cái món mà hai vợ chồng không dùng chung, bên Lê Hưng chọn là vớ. Bên này có váy. Không phải. Và thứ hai là thuốc. Bên này có thắt lưng. Cái thứ ba là khăn. Bên này đâu có đồ lót. Làm mình có ở trong nhà không vậy? Có ở trong nhà. Thì ra là có. Thấy cũng không trùng khớp gì mấy ha. Đâu có thì trật có 3 cái thôi. 3 cái là trật hết rồi đấy. À dạ. Và với câu hỏi này thì rất tiếc các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Mời gia đình Khánh Hà và Hoàng Minh. 3 thứ mà vợ chồng không dùng chung. Đầu tiên là bàn chải. Có bàn chải. Tiếp theo là vỡ. Có vỡ. Cái cuối cùng là khăn. Không, đây có muỗng. Cái muỗng hả? Ủa, cái muỗng rửa rồi mình xài lại chứ có gì đâu. Ý nói lúc chưa rửa. Lúc chưa rửa hay là lúc đang ăn chung với nhau. Và với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp. 2 đáp án mang về 10 điểm, xin chúc mừng. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. À, câu hỏi số 2 như sau. 3 điều chồng nghĩ mình giỏi hơn vợ. 15 giây bắt đầu. Một, hết giờ. Mời đáp án của gia đình Nhã Hiếu và Lê Hưng trước ạ. 3 điều chồng nghĩ mình giỏi hơn vợ. Lê Hưng, điều thứ nhất là âm nhạc. Nghe nhạc trùng khớp. Điều thứ hai là chăm con. Chăm con trùng khớp. Điều thứ ba là viết nha. Không ạ. À, bên này là gì? Trí nhớ tốt. À, anh có trí nhớ tốt hơn vợ. Dạ, chắc vậy. Đúng không? Rồi. Và với câu hỏi này các bạn trùng khớp 2 đáp án mang về 10 điểm, xin chúc mừng. Mời Khánh Hà và Hoàng Minh. 3 mắt em cũng biết là cái gì luôn đó thiệt. Ủa vậy hả? Nói thử coi. Chắc chắn sẽ có cái chuyện hát hò trong đó. Ủa hay vậy? Có hát nè. Hát trùng khớp. Trời ơi. Câu hỏi thứ hai là ru con chăm con. Ồ, có luôn. Ghi đúng ấy hệt luôn ấy. Ghi giống y chang luôn. Cái thứ ba đó là hài hước. Sao mà lại có thể tự tin mức như vậy? Bên này là sức khỏe và có chịu lạnh. Ghi như là chịu lạnh luôn, cụ thể là chịu lạnh luôn. Và với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp 2 đáp án mang về 10 điểm. Xin chúc mừng. Chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng. 3 món đồ không thể thiếu của con mỗi lần đi chơi xa. 15 giây bắt đầu. Ba, hai, một, hết giờ. Mời đáp án của Khánh Hà và Hoàng Minh. Rồi, bên Hoàng Minh thì Hoàng Minh nói là 3 cái món đồ mà khi mà mang đi chơi cùng với em bé ra ngoài á là tã. Chắc chắn phải có tã. Ừ. Sữa. Chắc chắn phải có sữa. Thứ ba là xe đẩy. À, cũng quan trọng không kém ha. Nhưng mà ở bên này thì Hà lại nghĩ là ti giả. À. Và với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp 2 đáp án mang về 10 điểm, xin chúc mừng. Mời Nhã Hiếu và Lê Hưng. Câu
Lê Hưng. Chọn số 1 là tả. Có tả. Số 2 là sữa. Không có sữa. Số 3 là quần áo. Có quần áo. Nhã Hiếu lại nghĩ là cái cần đem theo đó là giày dép. Giày dép. Và với câu hỏi này thì các bạn cũng trùng khớp theo đáp án mang về 10 điểm. Kết thúc vòng 3 thì số điểm của hai đội như sau: gia đình Khánh Hà và Hoàng Minh là 30 điểm. Gia đình của Lê Hưng và Nhã Hiếu là 20 điểm. Sau cả 3 vòng thi thì điểm số của cả hai đội đều ngang bằng nhau là mỗi đội 60 điểm. Như vậy có nghĩa là cả hai đội đều nhận được số tiền thưởng từ chương trình là 6.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Rồi bây giờ là lúc mà hai vợ chồng mình nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau một vài cái điều mà muốn nói sau khi tham gia chương trình này. Nói gì đi em? Chiều rồi nhưng mà chiều nữa nha. Chiều rồi nhưng mà chiều nữa nha. Chiều rồi sao, có đồng ý không? Chiều chung nữa. Cái đó thì tất nhiên là đồng ý rồi. Đồng ý rồi. Còn có đòi hỏi gì lại không? Còn em hả? Chắc ngày nói ít lại cỡ 10 tiếng thôi. Chứ đừng nói 20 tiếng. Ngày nói ít lại khoảng 10 tiếng thôi. Bây giờ bà nói ngày 20 tiếng ai chịu cho nổi. Em sẽ em buồn. Mời các bạn. Mong vợ vẫn mãi là vợ và vui vẻ với gia đình như vậy là được rồi. Rồi nói gì với chồng? Em mong là hai vợ chồng mình sẽ luôn luôn yêu thương nhau và có vấn đề gì thì sẽ cùng nhau vượt qua, cùng nhau giải quyết và sẽ mãi như này. Ok. Cảm ơn các bạn, rất là dễ thương. Xin cảm ơn hai cặp đôi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 21 giờ 10 phút tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua bao điều. Vì em là con gái, chọn ai thì yêu mãi. Ước mơ rằng hạnh phúc sẽ không nhạt phai. Anh Thịnh ơi, trước thềm năm mới rồi, không biết là anh Thịnh đã sắm sửa gì cho gia đình mình chưa? Em đừng hỏi anh không biết gì hết trơn. Câu hỏi vừa rồi của em hơi bị dư thừa. Bị dư. Đây là cái dịp mà trước thềm năm mới rất là phù hợp để cho chúng ta ôn lại những cái khoảnh khắc, những cái phút giây thật là cảm xúc